Đời tư kín tiếng của biên tập viên Khánh Trang của Thời sự 19 giờ. Sở hữu gương mặt khả ái, ưa nhìn cùng phong cách dễ gần gũi, thanh lịch, Khánh Trang là gương mặt MC thời sự mới đang nhận được sự ủng hộ và tình cảm yêu mến từ khán giả. Để hiểu hơn về biên tập viên Khánh Trang, mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây. Biên tập viên Khánh Trang tên đầy đủ là Trần Minh Trang, sinh ngày 8 tháng 11 năm 1984 tại Nghệ An, từng học quản trị du lịch khách sạn và ngoại thương. Khánh Trang là MC, biên tập viên chương trình thời sự VTV1. Đến năm 2014 thì trúng tuyển vào ban thời sự của VTV và có hơn 2 năm công tác tại chương trình Chào Buổi Sáng. Kể từ ngày 2 tháng 2 năm 2016, chị trở thành người dẫn chương trình chính thức của chương trình thời sự 19 giờ trên VTV. Chia sẻ về áp lực khi đảm nhận vị trí người dẫn chương trình trong bản tin thời sự 19 giờ, Khánh Trang nói: "Đây là chương trình chính luận quan trọng của đài VTV, vì thế nó đòi hỏi biên tập viên dẫn vừa chín chắn đĩnh đạc nhưng cũng phải duyên dáng mềm mại vừa đủ để truyền tải tới khán giả những thông tin chính xác, dễ hiểu và gần gũi nhất." Đó không chỉ là những thông tin thời sự chính trị khô khan mà còn là những câu chuyện nhân văn thú vị cần biên tập viên phải uyển chuyển linh hoạt trong lối dẫn của mình. Trước đó, Khánh Trang đã có 8 năm làm việc tại Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với vai trò như phóng viên, biên tập, tổ chức sản xuất. Lĩnh vực cô tham gia khá đa dạng từ chính luận, văn hóa xã hội, truyền hình thực tế, thể thao. Ngoài việc trực tiếp tổ chức sản xuất, cô còn làm MC trong chương trình Lắng nghe cơ thể bạn và dẫn chuyện cho chương trình truyền hình thực tế Giấc mơ có thật, Người Tràng An, Người Hà Nội. Hiện tại, biên tập viên Khánh Trang đã có gia đình và một con gái tên là Khánh Chi. Biên tập viên Khánh Trang đến với nghề như thế nào? Theo chị nói thì chuyện chị đến với nghề rất tình cờ, bắt đầu từ sự tò mò, mong muốn khám phá, thử sức của một cô sinh viên ngoại đạo không được đào tạo báo chí. Ngày đó chị thần tượng và rất thích chị Diễm Quỳnh nên viển vông nghĩ một lúc nào đó mình cũng cầm mic nói trước hàng triệu khán giả. Cơ hội đến khi năm 2005, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức cuộc thi tuyển người dẫn chương trình truyền hình. Chị đã nộp hồ sơ và may mắn vượt qua gần 1.000 hồ sơ thi tuyển, qua các vòng để trở thành 10 người cuối cùng được tuyển chọn. Sau khi tốt nghiệp, chị gắn bó với Đài Truyền hình Hà Nội. Duyên nợ chị đến với truyền hình bắt đầu như thế. Hồi đó còn trẻ, chị sống bằng nhiệt huyết đam mê, chẳng thấy khó khăn vất vả nào có thể ngăn cản. Bỗng dưng nộp hồ sơ qua vòng loại, rồi bỗng dưng trúng tuyển, sung sướng quá nên gian nan chẳng hề, chập chững những bước đầu tiên vào nghề mà chị chưa biết truyền hình là gì, chưa biết đến máy quay hay phải diễn trước ống kính ra sao, rất nhiều sự ngớ ngẩn. Chị đã bắt đầu mối duyên với truyền hình bằng tất cả sự bản năng và yêu thích cá nhân. Lúc đó chị vừa đi học vừa cộng tác với truyền hình, bắt đầu là đi theo ekip các anh chị để quan sát học hỏi, nắm bắt công việc. Dần dà, chị được tham gia dẫn, sản xuất phóng sự các chương trình ngắn như Văn hóa du lịch, Hà Nội của chúng ta, Hà Nội ngàn năm văn hiến. Trước khi vào ban thời sự, Khánh Trang đã có 8 năm làm việc tại Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với những vai trò như phóng viên, biên tập viên, tổ chức sản xuất. Sau đó, năm 2014, Khánh Trang chuyển về VTV và 2 năm sau, cô trở thành người dẫn chương trình chính thức của chương trình Bản tin thời sự 19 giờ. Chia sẻ về áp lực khi đảm nhận vị trí là một người tay ngang chuyển sang làm truyền hình, đặc biệt là dẫn một chương trình thời sự mang tính chính luận cao, biên tập viên Khánh Trang cảm thấy rất tự hào. Cô chia sẻ với Vietnamnet, đầu tiên là bất ngờ vì 19 giờ là bản tin rất quan trọng của Ban Thời sự và Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đó là cảm giác vinh dự tự hào. Sau khi lên sóng chương trình đầu tiên, Khánh Trang được cựu biên tập viên Diệp Anh ưu ái dành lời khen tặng trên Facebook. Cô chia sẻ, khi được chị Diệp Anh khen và mọi người động viên, tôi rất xúc động. Nó tiếp thêm động lực để tôi tự tin và hoàn thành tốt vai trò mới này. Nói về quá trình đến với công việc truyền hình, Khánh Trang cho biết cô đến với nghề bằng niềm yêu thích. Tôi đã bắt đầu mối duyên với truyền hình bằng tất cả sự bản năng và yêu thích cá nhân. Lúc đó tôi vừa đi học vừa cộng tác với truyền hình, vất vả nhưng vui lắm, chẳng bao giờ quên. Bắt đầu là đi theo ekip các anh chị để học, để quan sát, học hỏi, nắm bắt công việc. Dần dà mình bắt đầu tham gia dẫn, sản xuất phóng sự các chương trình ngắn như Văn hóa du lịch, Hà Nội ngàn năm văn hiến, Hà Nội của chúng ta. May mắn là tôi được thử nghiệm nhiều vai trò khác nhau, nhiều thể loại khác nhau nên kinh nghiệm cứ tích lũy qua mỗi ngày. Trưởng thành hơn nữa là làm chủ những chương trình do mình tự tổ chức sản xuất, viết kịch bản, Khánh Trang vui vẻ kể lại. Đời tư kín tiếng. Bận rộn với rất nhiều việc khác nhau nhưng biên tập viên Khánh Trang vẫn có một gia đình hạnh phúc. Biên tập viên Khánh Trang cho biết cô nhận được sự hỗ trợ ủng hộ hết lòng từ gia đình. Tôi may mắn khi được gia đình yêu thương ủng hộ, tạo điều kiện rất nhiều để tôi được làm công việc mình yêu thích, biên tập viên Khánh Trang cho hay.
Biết bản thân là người bận rộn, không thể trọn vẹn cho gia đình, nên cô thường tranh thủ mỗi lúc rảnh rỗi để bù đắp cho con gái. Biên tập viên Khánh Trang nói, tôi tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi không giống ai để bù đắp cho gia đình. Đặc biệt con cái rất cần sự chăm sóc chỉ bảo từ người mẹ. Tôi luôn cố gắng mỗi ngày dành thời gian nói chuyện với con. Nhờ vậy nên con gái của cô không bị thiếu vắng tình cảm từ mẹ. Bất cứ lúc nào có thời gian rảnh, Khánh Trang đều tranh thủ đến trường đón con. Trong đời thường, nữ biên tập viên tuổi Tý cũng thừa nhận bản thân không phải là người phụ nữ hoàn hảo, nhưng cô là người có trách nhiệm.